lách cách giờ từng giờ trôi nhanh, tiếng phim vang khô khốc kìa. Không điện thoại hàng hiệu thì lại laptop. Thời trang hôm nay, ngồi cà phê cùng nhau mỗi người một hướng, cứ thấy kêu tình tình. Ngồi trở lại Facebook chẳng ai nói gì với nhau kia. Thời này đây, thời của face, thính thì đầy nhưng tình yêu thì không thấy. Thời này đây, công nghệ thì đầy, sống thì ảo, mơ thì hão. Người nông dân giờ biết phải làm sao? Người nông dân thì biết phải làm sao? Đi, về đâu, đi ra em cà phê. Ở đây mà. Đi. Trời. Đau quá. Đau quá đi. Diệu ơi, Diệu có Diệu sao không? Mất rồi. Để tôi đỡ Diệu lên ghế nha. Dạ, đau quá. Đau quá đi. Hai người đang làm gì vậy? Diệu. Anh. Anh xin thề, anh với Diệu chỉ là đồng nghiệp thôi, không có gì hết trơn á. Anh tưởng tôi mù hay sao không thấy? Dạ, chị đẹp quá à. Anh, sao anh không kêu vợ anh làm người mẫu cho game của công ty mình đi? Diệu, tôi xin Diệu đó, đi ra cà phê đi, đi đi. Đợt trước đó là cô Lan người yêu cũ của anh, bây giờ là người trong công ty. Anh làm tôi thất vọng quá. Em à, không phải như em nghĩ đâu. Thật sự, tụi anh không có gì hết á. Anh... Trời, Linh. Linh. Anh Bảo. Anh Bảo ơi, có tin nhắn của sếp nè anh. Diệu à. Nè, anh đỡ em đứng dậy. Rồi, em ngồi đây nha. Dạ. Tin nhắn gì vậy? Sếp nói là chốt luôn lại là báo cáo gấp kết quả của game mới. Tuần sau là tiến hành ra mắt game rồi. Làm sao mà kịp đây? Bởi vậy em mới qua đây để làm gấp công việc với anh nè. Em mang bản thảo qua đây cho anh luôn rồi nè. Nè, anh xem đi. Mấy cái này khó hiểu quá vậy nè. Em thấy dễ mà, đâu có gì đâu mà khó hiểu. Đây là những cái cụ thể. Bên đây là người của chúng ta, còn đây là khách hàng, con mồi của chúng ta đó. Dù người ta ngoại tình là không tốt đâu em. Cái này chỉ là trò chơi thôi mà. Anh Bảo đừng có căng thẳng, anh cứ yên tâm đi, chỉ một thời gian thôi. Khách hàng sẽ rất là đông. Vì sao? Thì hôn nhân ở đời này có mấy ai là hạnh phúc đâu. Mà anh Bảo nè, hôn nhân của anh Bảo có hạnh phúc không? Thì... Anh có muốn là tìm một người yêu thương mình, hiểu mình, chia sẻ mọi chuyện và cùng tận hưởng ái tình vui vẻ với nhau không? Tôi muốn tất cả ở giờ tôi. Đúng vậy. Thì nhu cầu của chúng ta là như nhau thôi. Ai được đáp ứng thì người đó hạnh phúc. Ai không được thỏa mãn thì ngoại tình để mà tìm giải pháp thôi.
Không phải ai cũng ngoại tình thì họ không thỏa mãn. Là do anh bảo chung tình, thương vợ thôi. Chứ khách hàng của chúng ta, kể cả đàn bà lẫn đàn ông, đều thích ngoại tình như nhau. Thì cuộc sống có bận rộn nên họ ít có thời gian để gặp đối tượng ưng ý ở đời, nên mới tìm tới phở online, vừa nhanh vừa tiện. Ủa, anh Bảo, anh Bảo hả? Anh sao vậy? Giờ tôi đi đâu rồi không biết. Anh đừng có lo, vợ anh á chỉ giận một chút rồi chị sẽ về thôi. Không, mình tiếp tục làm việc đi anh. Nhưng mà kết quả sau cùng đó là gì? Gia đình người ta tan nát hết. Chúng ta làm ăn mà anh, có chơi thì có chịu. Với lại trò chơi này em thấy cũng có ý nghĩa lắm. Ý nghĩa gì ngoài việc để kiếm tiền? Chúng ta bây giờ đang giúp cho những người cần nhau tìm đến với nhau, giảm hệ lụy xấu cho xã hội, khiến cho những người thiếu thốn tình cảm sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Vì giờ anh sẽ phú. Được rồi, tôi có cách này. Chúng ta sẽ tiến hành nhanh mà hiệu quả. Là cách gì? Anh chờ tôi 30 phút rồi chúng ta đi tiếp. Dạ sếp. Ê, làm gì như muốn nuốt chửng người ta vậy? Tôi nhìn gì kệ tôi. Nhưng mà tôi không thích anh nhìn Lena với ánh mắt như vậy. Vậy hả? Ừ. Ờ, nhìn dáng anh cũng được ha. Nè, lên ghế giám đốc ngồi đi. Tôi nhìn ánh mắt mới gì tới anh. Nhưng mà tôi không thích anh lúc nào cũng kè kè bên Lena vậy hết á. Nè, tôi làm thư ký không kè kè bên giám đốc thì không lẽ tôi tới đây uống trà đánh cờ tứ với anh hả? Tôi nhắc nhở anh lần cuối, anh mà còn nhìn Lena với ánh mắt như vậy á thì đừng có trách tôi. Ờ. Thì ra là vậy. Dạ sếp. Dạ mời sếp. Có chuyện gì vậy anh Minh? Anh
anh đang cô đơn quá em ơi. Có em ở đây rồi, anh tâm sự với em đi. Lúc nhỏ anh cũng có một người đẹp, nhưng mà lớn lên đang quen một người rất xấu lạ, anh chịu người đó rất nhiều. Anh kể cho em nghe rõ hơn đi. Rõ ràng ở đây không ai nói chuyện với Linh hết. Người bí mật đó nhất định ngồi ở một chỗ bí mật đó. Trong giờ làm việc, cậu đến đây làm gì? Dạ... em đi toilet. Toilet hướng này mà. Dạ, em cảm ơn anh nha. Nè, phở online tới đâu rồi? Em với Diệu vẫn đang khảo sát khách hàng. Tôi thấy dạo gần đây cậu sao lãng công việc lắm đó nha, ảnh hưởng đến công ty. Nếu trong dự án này mà cậu với cô Diệu không làm cho sếp hài lòng thì hai người nên chuẩn bị tâm lý nghỉ việc đi. Dạ, tụi em sẽ cố gắng. Tại vì vừa rồi mẹ vợ em bị tai nạn. Đó là việc riêng của cậu, cậu tự giải quyết. Sếp cần ở đây là người làm có hiệu quả trong công việc. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi đi làm đi. Dạ. Em cất điện thoại rồi, em chỉ nghe phone thôi à. Em đi thẳng, 50 mét nữa em sẽ gặp shop gấu bông. Em cứ nghe lời anh nói đi, rồi em sẽ gặp shop gấu bông. Em vào đi, rồi chọn cho mình một con gấu đẹp nhất. Em đã chọn được con gấu mình thích rồi. Em ơi, tính tiền cho chị đi. Dạ chị ơi, con gấu này có người tính tiền rồi nha chị. Ờ, ai trả? Anh trả rồi đó. Anh tặng em. Ờ, em ơi, cái người tính tiền có ở đây không? Dạ, ảnh mới trả đơn hàng này bằng online rồi chị à. Ờ, anh tặng cho em con gấu này thiệt hả? Thiệt. Em có thích không? Thích chứ. Chồng chị lãng mạn quá à. Bây giờ em cầm con gấu bông này đi đến quán Mê Tram ở bên tay trái 50 mét nữa nha. Dạ em đi liền. Chào chị. Anh. Chào em. Em muốn gì? À, em muốn cái gì cũng được. Dạ mời chị. Cảm ơn. Anh nè. Dạ chị có dùng gì không ạ? Dùng gì cũng được nha anh. Anh này. À, cho em ly nước cam đi. Dạ. À, em thấy Linh không ổn rồi. Từ lâu lắm rồi. Anh không thể buông tay Linh sao? Em nghĩ là anh xứng đáng có một gia đình hạnh phúc hơn. Linh là mối tình sâu đậm nhất của anh. Anh định sống mãi như thế này hả? Anh tin là anh làm được. Anh làm cái gì? Anh chưa tìm bằng được cái thằng trên bàn ảo và ném nó cho cá ăn. Nếu anh đã quyết tâm như vậy thì em cho anh biết chuyện này luôn. Chuyện gì? Nhân tình ảo của Linh đã kéo Linh vào sâu trong trò chơi tình ái mà anh chưa biết hả? Có chuyện gì mà anh chưa biết? Hắn điều khiển Linh sống theo kiểu của hắn. Lúc sáng em thấy Linh đeo tai nghe, rồi theo hướng dẫn của hắn tới cửa hàng gấu bông chọn một con gấu đẹp nhất rồi Linh tính tiền á. Anh biết sao không? Người ta nói á là có người trả tiền rồi. Ai? Hắn chứ ai nữa. Khốn nạn. Sau đó thì hắn nói Linh vô quán Moran, ngồi ở một cửa sổ,
yêu cầu mở một bài hát đặc biệt dành cho Linh phát trên loa của quán. Em chưa bao giờ nhìn thấy Linh vui và hạnh phúc đến như vậy. Xin lỗi, bạn tôi chỉ run tay thôi. Cảm ơn anh. Dạ mời chị. Ủa anh điên hả? Thằng chó chết, anh phải giết nó. Anh khen cái gì? Nhưng nó là ai? Anh đã từng xem phim Her của đạo diễn Spike Jonze chưa? Anh đang giống như vậy đó. Bây giờ anh đang ghen với một hệ điều hành. Hệ điều hành cũng phải có thằng chủ đứng sau nó chứ. Anh phải tìm cho ra thằng đeo mặt nạ Nam Men. Nam Men sáng lập ra Chi Kỷ Online, nhưng mà nhân viên của hắn mới là hệ điều hành. Một trong số họ chính là nhân tình của Linh. Anh để ý rồi. Mỗi ngày nhân viên của công ty Nam Men làm việc rất là tích cực. Họ giao tiếp với điều hành cảm xúc của rất nhiều tài khoản khác nhau, nhưng không có tài khoản nào tên Thảo Linh hết. Hay là có máy tính nào anh chưa kiểm tra không? Máy của sếp anh. Mà anh đã gặp Nam Men chưa? Ở công ty chưa có ai gặp hắn hết. Hắn ở đâu? Hắn rất là kỳ lạ, điều hành tất cả mọi việc qua máy tính hết. Mà hắn là nam hay nữ? Nghe tiếng qua là thì là đàn ông. Có thể là hắn. Không thể nào. Anh nghĩ không thể nào hắn lại bỏ công để nói chuyện với một tài khoản. Với lại Thảo Linh có gì để hắn ưu ái điều khiển riêng chứ? Đơn giản thôi, Linh đẹp mà. Đúng, Linh rất đẹp. Mà theo anh kể thì Linh xài rất là nhiều tiền. Đúng, ngày trước thì cô ấy rất là giản dị, nhưng tới bây giờ cô ấy xài tiền không tiếc tay. Tiền đó rót vô đâu? Linh thích mua sắm đồ cá nhân làm đẹp, và rót cho Chi Kỷ Online nữa chứ. Nam Men không những điều khiển Linh mà còn rất nhiều con mồi khác để chi tiền cho hắn. Một mình hắn không thể nào bao hết nhiều tài khoản, rất là tốn thời gian. Mà trong khi đó hắn lại đi công tác suốt à. Tên này không đơn giản như anh nghĩ đâu. Nghe đồn á, mấy lần hắn đã bán gái qua mạng cho bạn của hắn rồi đó. Anh đi đâu? Anh! Sao em như vậy? Em buồn quá quá rồi. Không được, mình phải tìm cách cứu vợ mình. Còn thằng khốn nạn kia, mày là thằng nào? Tao sẽ lụng ra mày. Tao giết mày! Anh làm gì tao vậy? Tao giết mày! Trả lại cho tôi! Tao giết mày! Trả lại đây! Đi đi! Lily ơi! Con có sao không? Con đau lắm phải không? Mẹ xin lỗi con nha! Lily ơi! Cái gì? Mẹ xin lỗi Lily! Mẹ và con hả? Con có đau không con? Mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi Lily! Ai? Thằng nào mua con gấu này cho em? Lily là con của em, anh có quyền gì mà đánh đập nó? Đưa đây. Trả đây. Thằng nào mua con gấu này cho em? Anh là đồ khốn nạn. Anh không yêu tôi á thì đã cho người khác yêu tôi chứ. Đó là quyền tự do riêng tư. Con phải thằng chó nhân tình ảo trên mạng không? Đưa đây. Trả nó cho tôi. Ừ, làm gì có quyền hả? Anh làm gì vậy?
Cô đứng lại, đừng nói đi. Tại sao tôi phải đưa? Đừng đốt đó. Đưa nó đi, đưa nó đi. Đưa đây, buông đưa ra. Đây. Buông tôi ra. Linh. Mở cửa ra, anh phải đốt nó. Anh cút đi. Tôi không đưa nó đâu. Em mở cửa ra, nếu không anh đốt nhà đó. Anh đốt đi, tôi chết với Lily cho anh coi. Mở cửa ra. Anh đi đi. Mẹ xin lỗi Lily nha. Mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ nghĩ chết cùng con. Mẹ sẽ không hối hận đâu. Từ ký giám đốc là việc của em phụ nữ đẹp trai phong độ mà làm thư ký thì ổn lắm. Đừng có nhìn mặt mà bắt thằng dâu ông ơi, ống kính không đó. Chứ không phải ổng chiên đào mỏ à? Nói bà ngu làm gì? Chắc chả kiếm được việc gì nên bóp mặt làm thư ký thôi. Tôi nói vậy đúng không bà? Nhục muốn chết à mà cứ vinh cái mặt lên làm dáng thôi, hay ho gì đâu. Trời, game mình được lên top rồi nè. Đâu? Đâu, đâu? Đưa coi. Ôi, đã quá ha. Chuyện này là sếp thượng lớn nè. Đúng rồi. Chào mọi người. Chào anh, chào anh. Nghe đâu game mình lên top phải không? Vậy thì trưa nay xuống căng tin đi. Mọi người ăn gì tôi đãi. Wow, anh Quang đúng là chu đáo ghê luôn á. Thấy mọi người làm việc vất vả nhưng là hiệu quả nên tôi ngưỡng mộ lắm. Tụi em học tập sếp thôi đó anh ơi. Đúng rồi. Sếp chúng ta giỏi mà. Kiểu này mỗi lần game được lên top chắc anh Quang đãi hoài luôn á. Yên tâm đi, cứ sau này game mình lên top, mọi người thích ăn gì tôi đãi hết. Hoan hôn Quang mấy. Vô. Có thể chúng ta sẽ bán khu vườn của bạn cho công ty của Nam Men. Game này chỉ thu hút một lượng khách hàng rất nhỏ, em e là rất khó bán. Đợi thêm một lúc nữa đi. Khi nào mà hết thẻ xanh từ phòng kế hoạch thì chúng ta sẽ bán. 17 tỷ. Em e là giá hơi cao đó. Được thì bán, không được thì thôi. Một đồng tôi cũng không bớt. Cô báo lại với cộng sự Tuấn cho tôi. Dạ chị. Chị để em lo giấy tờ. Alo, tôi nghe. Có chuyện gì? Ok. Sắp tới, tao sẽ bán khu vườn của bạn. Rồi tao sẽ tạo ra một cái vườn. Người ta sẽ nghỉ, rồi người ta sẽ chơi. Nếu như vậy á, tiền sẽ đổ vô như nước. Mày có thích không? Trời ơi, Quang, con làm sao vậy? Con bị khùng hả? Mẹ hả? Cái gì vậy?
Nè, game hay quá. Mẹ nói với con á là phải dọn dẹp phòng, mà sao giờ này chưa chịu dọn? Tại con đang xem cái này. Trời đất ơi, chị giúp việc nghỉ rồi, bây giờ á con phải phụ với mẹ dọn dẹp việc nhà. Chứ mẹ già rồi, cứ để một mình mẹ làm, rồi mẹ đổ bệnh thì sao? Lâu lâu một hai tuần mình dọn một lần cũng được mà mẹ. Trời đất ơi, con định biến cái nhà này thành cá chuồng heo hả? Đâu có đâu. Thôi mẹ đi ngủ đi, rồi con dọn. Hôm rồi á, mẹ có đi ăn đám cưới ở dưới quê về, bà con ở dưới đó cứ hỏi thăm con hoài hả? Dạ. Hỏi thằng Quang á, chừng nào lấy vợ, mẹ cũng không biết trả lời sao nữa, ngại quá à. Cứ kệ họ đi. Con còn lo sự nghiệp trước đã. Quang à, con cũng phải lấy vợ về để có người phụ với mẹ chứ, khỏi phải thuê người làm nha. Mẹ giỡn hoài, con lấy vợ về để làm vợ cho con, chứ đâu phải là lấy vợ về để giúp việc. Mẹ chỗ này ít ngủ có đúng không? Con thấy sắc mặt của mẹ không được đẹp đó. Nè, mắt buồn đen rồi đó. Có luôn hả? Dạ. Cho nên mẹ phải đi ngủ sớm đi nha. Mẹ đi ngủ đi. Con cũng ngủ sớm nha. Dạ. Hên quá. Thư ký á là nghề của con gái, có khi là bóng kính đó. Thằng khùng. Mẹ, đêm khuya rồi còn cười cái gì nữa? Con không cho người ta ngủ hả? Trời ơi, đêm khuya rồi, mẹ cứ đi đi lại lại như ma, con sợ quá. Thôi mẹ đi ngủ đi, lần này con ngủ thiệt. Con nhớ ngủ đi. Dạ nha. Dạ, lần này con sẽ ngủ. Rồi, đẹp hoàn hảo, mở mắt ra. Nói chung cũng giống con gái ha. Đương nhiên rồi, với bàn tay phù thủy của em thì anh phải đẹp thôi. Thiếu gì cô gái ganh tị với anh đó nha. Mà tối nay có trò gì vui vậy? Anh cho em theo với nha. Tôi định tham gia tiếng hát truyền hình. Hả? Hát hả? Ừ. Trời ơi, ca sĩ hả? Cho em theo hát với. Cắt tóc thì lo cắt tóc đi, mày đặt đi hát. Đàm Vĩnh Hưng hồi đó cũng đi hát vậy. Trời ơi, xin lỗi nha. Làm tóc á hả? Nhiều tiền hơn đi hát nữa đó. Biết vậy thì tốt. Nhìn tôi giống con gái lắm hả? Đúng rồi, gương mặt thì trông rất là ok. Ừ. Chỉ có cái tướng là hơi su mô một xíu thôi à. Vậy hả? Nữa. Tôi có tập tạ mà. Trời ơi, nè, đi gọt bớt cái vai đi. Thôi. Gọt cái đùi này nè. Thôi, như vậy thôi. Nhiêu đây là tôi đã đủ hành nghề rồi. Vậy đó phải không? Tự tin ghê vậy. Dạ cho chị ạ. Chị ơi, cho em đi nhờ một đoạn đi. Em vừa bị giật cái bóp,
Nãy giờ em xin quá trời luôn mà không ai cho đi hết á. Cô đi đâu? Dạ tới đồn công an. Lên xe đi. Dạ. Dạ cảm ơn. Không lẽ ai giãy tay cô ta cũng cho đi giờ? Nhìn như cục băng vậy mà tốt bụng dữ. Thành phố này mênh mông rộng lớn, biết đâu mà tìm. Công an cũng không giúp được gì cho cô đâu. Nhưng mà ít ra người ta cũng cho em chỗ ngủ. À, vô gia cư hả? Dạ, em mồ côi từ nhỏ, rồi khi lớn lên em phải lấy chồng. Chồng em là người Ấn Độ. Được 2 tháng em bị bạo hành quá chị. Rồi cái em bỏ về Việt Nam. Rồi em xin vào làm giúp việc cho người ta. Rồi hôm nay em đi ra ngoài đường bị giật mất cái bóp. Làm giúp việc hả? Dạ. Chứ em chân yếu tay mềm như vậy, em đâu biết làm gì đâu chị. Mà chị đưa em đi đâu vậy? Đừng hại đời em. Cô bị khùng hả? Cô không có nhà ở, không có việc làm. Thì bây giờ tôi đưa cô về nhà tôi. Thiệt hả chị? Ủa mà chị ơi, cái hẻm rộng như vậy, sao chị không chạy xe vô mà đậu ngoài đó vậy? Xe vào thì cũng được thôi, nhưng mà tại tôi muốn đi bộ, coi như tập thể dục vậy đó. Dạ. Đi bộ á cũng có thú vui của nó, với lại hít thở không khí trong lành một chút. Ủa ông hai bà hai, hai người đi đâu vậy? Cô này hỏi gì vậy bà? Chào cô Lena. Dạ. Tại ông ho quá tôi phải đưa đi bác sĩ đó cô Na. Dạ. Dạ vậy hả bà hai? Ủa ai vậy? Dạ, đây là bạn của con à. Cô Na nói là bạn của cô Na. Bển mới về hả? Dạ. Dạ. Dạ, ông bà hai đi cẩn thận nha. Tôi đưa ông đi bác sĩ. Từ từ thôi. Đi. Đây là nhà của tôi á. Dạ. Tôi cũng đang cần giúp việc. Bây giờ cô ở lại làm ô xin giùm tôi đi, cho tới khi mà cô tìm được chỗ ở hẳn hoi. Dạ thiệt hả chị? Sẵn tiện quá. Tôi chỉ luôn. Đây á là tủ lạnh. Dạ. Thí dụ như mà cô có đói á thì cứ lại đó lấy đồ ăn nha. Dạ. Còn đó là salon, mệt á thì cứ nghỉ ngơi. Mà rảnh á ở nhà cô dọn dẹp lau chùi giùm tôi nha. Tôi đi làm tới tối tôi mới về lần. Dạ. Ừ. Chào chị. Cô ta ngu hay là bị điên vậy thôi? Tự nhiên cho người lạ vô nhà dễ dàng như vậy. Camera. Camera đâu vậy ta?
Vợ ơi, vợ. Em làm gì vậy? Anh không bắt con gấu nữa đâu. Anh chỉ muốn hỏi em là đang làm gì. Em may lại tay cho con gấu hả? Em làm gì cũng được hết, nhưng mà phải xuống ăn cơm đi. Từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì hết mà. Em làm như vậy anh lo lắm đó nha. Hai mẹ con mình á, không bao giờ ăn chung với người xấu đâu ha, Lily ha. Em cứ bình tĩnh. Anh có xấu đâu. Anh thương em mà. Thôi, xuống ăn cơm đi em. Hay em cho anh làm ba của Lily nha. Em mà cứ tiêu thực như vậy á, thì làm sao anh yên tâm đi làm được. Nhưng mà anh phải hứa nha. Em cứ nói đi. Anh không có được làm hại Lily của em. Anh phải thương Lily của em như là thương em vậy đó. Ừ, anh hứa. Nếu như anh hứa thì anh thể hiện tình yêu của anh với Lily đi. Lily đừng giận ba nữa nha. Ba thương Lily lắm. Ba thương Lily như thương mẹ Linh vậy đó. Ba hứa sẽ không bao giờ cắt cái tay của Lily nữa đâu. Nhớ. Nó gật đầu rồi nè. Xuống ăn cơm nha. Đi. Em ngồi đây. Để anh với cơm cho em nha. Đây, em ăn cái này nè. Đây, em ăn nhiều nhiều vô nha. Ăn hết cái này đi, anh nấu cái khác cho em. Chờ đó, thế nào tao cũng sẽ cắt cái tay còn lại của mày luôn. Em bị nghẹn hả? Anh cẩn thận nha. Đây, nước đây. Nước đây, nước đây. Em uống miếng nước đi. Em thấy ổn chưa? Nè. Ăn đi em. Anh cũng ăn đi. Ừ, anh ăn nha. Em ăn nhiều nhiều vô. Em thấy ngon không? Ừ, cũng được. Thank you.
Hết giờ rồi, về thôi mọi người ơi. Em về nghe anh Bảo. Ừ, bye bye. Dạ, em về. Ừ, bye nha. Dự nè, chuyện lần trước tôi xin lỗi Dự nha. Chuyện gì vậy? Cái chuyện mà không cho Diệu vô trong nhà tôi đó. Thì cũng đúng thôi, anh Bảo thương vợ quá mà. Cảm ơn Diệu đã hiểu cho tôi nha. Phụ nữ trên đời này ai cũng có cảm xúc, chứ không phải mỗi vợ anh Bảo đâu. Tôi xin lỗi mà. À, nãy tôi ngồi nghĩ ra trò mới cho phở online đó, Diệu muốn xem không? Đâu, cho Diệu coi đi. Đây. Đây. Đây là khách hàng hiện tại của phở online. Họ đang giao tiếp với nhau nè. Những trái tim này là chỉ số hạnh phúc do hệ thống của chúng ta đo lường được. Nhìn trên giao diện này sẽ biết được cặp nào thỏa mãn không. Lúc đó sẽ ra tay mạnh hơn để họ có được trái tim đỏ. Bằng cách nào? Dễ lắm, cho họ gặp mặt nhau. Hồi đầu anh phản đối việc này, nói là đốt nhà người ta. Sao giờ anh ủng hộ vô? Tôi không muốn bị đuổi việc. Nè, anh Bảo nghe gì chưa? Chuyện gì? Nếu mà vượt chỉ tiêu lượt truy cập sử dụng ứng dụng này thì Diệu và anh Bảo sẽ được thêm 3% hoa hồng tổng doanh thu của ứng dụng. Thiệt hả? Sao sếp thoáng vậy? Thì sếp vậy mới là sếp chứ. 3% hả? Là khoảng bao nhiêu ta? Chừng khoảng 100 triệu. Đã vậy? Nhưng mà tôi không có ham tiền. Hả? Vậy chứ Bảo ham gì? Cây bóng đèn. Tic tac giờ từng giờ trôi qua, những phút giây hoang phí. Chẳng còn nhiều thì giờ để mà cho nhau cùng đi xem phim.